Được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ diễn ăn ý nhất ông hoàng cải lương Hồ Quảng Vũ Linh trên sân khấu, Phương Hồng Thủy đã truyền tải trọn vẹn số phận cũng như chuyển biến tâm lý cô đào hát một cách xuất thần trong vở tuồng cùng tên. Sau nhiều năm, cặp đôi ấy giờ đây kẻ còn người mất nên đành bỏ lỡ lương duyên tái ngộ. Nhằm tạo cơ hội cho thế hệ trẻ tiếp cận và kế thừa những vai diễn kinh điển của tiền bối, ông Bầu Hoàng Trung Việt mới đây vừa công bố dự án cô đào hát sẽ ra mắt khán giả vào 25 tháng 8. Tại nhà hát Trần Hữu Trang, hai nhân vật được chọn mặt gỡ vàng cho phiên bản 2023 không còn xa lạ gì với giới mộ điệu cải lương nước nhà, nghệ sĩ ưu tú Quý Trân và nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Chia sẻ về việc đảm nhận vai diễn đi đời của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, hoàng tử sân khấu Võ Minh Lâm tâm sự, chính sự tiếp nối này sẽ mang lại nhiều cơ hội quý để chúng tôi có thể sáng tạo vào vai diễn, kế thừa những di sản từ thế hệ đàn anh đi trước. Bên cạnh đó, nghệ sĩ ưu tú Quý Trân cũng không giấu được sự háo hức, mong chờ vào đêm diễn sắp tới khi được sống lại cảm xúc mà các cây đa cây đề ngày trước trên sân khấu. Được biết, đêm công diễn cô đào hát sẽ có sự xuất hiện nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc, tác giả phóng tác từ Mỹ trở về, ngồi bên dưới hàng ghế khán giả. Chắc hẳn khi ngồi xem đàn em biểu diễn, người tình sân khấu của nghệ sĩ Vũ Linh sẽ chan chứa cảm xúc, bồi hồi và nhung nhớ về một thời đã xa cùng tri kỷ trong nghề của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.